Kính thưa quý vị và các bạn, gia đình chính là nhà, là nơi quan trọng, là điểm tựa tinh thần và là bến đỗ cho tất cả mọi người chúng ta. Nơi đây chất chứa rất nhiều niềm vui, hạnh phúc và thậm chí có cả những nỗi buồn. Từ những bi kịch gia đình, xuất phát từ những cuộc tình ngang trái, bất chấp đạo đức và dư luận xã hội lên án. Câu chuyện sau đây đáng để cho những bậc làm cha, làm mẹ và những ai đã và đang có ý định bước vào con đường tình cảm sai trái này phải tĩnh tâm và suy ngẫm. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Chuyện xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh, bắt đầu từ cô con dâu út vô tình bắt gặp cuộc điện thoại lén lút của mẹ chồng gọi cho ông Nguyễn Văn Hát. Lúc đầu, cô không nghĩ rằng cả hai người đã lên trước ông nội, bà ngoại từ lâu và bà mẹ chồng cũng đã 57 tuổi. Cô không nghĩ rằng ở độ tuổi này, mặt khác lại đang chung sống, có chồng, có vợ. Vậy mà bà vẫn khao khát yêu đương. Nhưng nhiều lần, từ những cuộc điện thoại cho đến hành động, cô con dâu đã nghi ngờ mẹ chồng có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Vì thương bố chồng và bất bình trước những tình cảm sai trái của mẹ chồng, lúc đầu cô cũng đã góp ý với mẹ chồng cần phải chấm dứt mối quan hệ này, nhưng không được. Cô đã đem chuyện nói với anh trai chồng tên là T và cũng là con trai trưởng trong gia đình. Nghe em dâu kể chuyện, trong lòng T vô cùng tức giận. Nhưng vì chưa rõ kẻ liên lạc tình ái qua điện thoại với mẹ mình là ai, nên T đã qua nhà nói chuyện với bố. Nhưng điều khiến T đau đớn nhất đó là sau cuộc nói chuyện thì người cha hiền lành có phần hơi nhu nhược này lại không nói và cũng không có phản ứng gì mà lặng lẽ bỏ sang nhà con trai thứ để ở. Thương bố, nỗi niềm ốm đau bệnh tật lại bất lực trước quan hệ ngoài luồng của vợ, anh con trai cả quyết tâm làm rõ kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình là ai. Để có chứng cứ, từ hôm đó anh bắt đầu theo dõi mẹ. Sau bữa cơm tối, anh thấy mẹ mình lại gọi điện thoại cho ai đó với thái độ rất khả nghi, rồi vội vàng đi ra ngoài. Anh liền hỏi: "Mẹ đi đâu?" Bà liền đáp: "Đi thể dục." Thái độ lén lút khác hẳn mọi ngày. Và T đã bí mật bám theo, mang theo con dao gọt hoa quả trong bếp. Khi đến trường trung học cơ sở, bà được ông Nguyễn Văn Hát mở cổng đón vào. Sau khi đưa bà vào phòng một cán bộ nhà trường, ông Hát quay ra khóa cổng rồi nhanh chóng trở vào gặp người tình. Yên chí vì cổng đã khóa, đôi tình nhân cứ say sưa mà không cần chốt cửa phòng. Vì phải tận mắt chứng kiến cuộc tình vụng trộm của mẹ với ông Hát, một người cùng hàng xóm, cùng thôn, anh vô cùng phẫn uất. T xô cửa vào, tóm sống kẻ đang làm gia đình mình tan nát. Bị anh ghì cổ với con dao trên tay, ông Hát vùng vẫy, cắn vào tay anh. Đang lúc bức xúc, lại bị cắn đau, mặc cho bà mẹ van xin, nhưng T nhất thiết không buông tha cho ông Hát. Trong lúc bực tức được đẩy lên đến đỉnh điểm, T cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã làm những gì. Chỉ biết hai người vật lộn. Sau đó, người đàn ông tên là Hát đầy máu, rồi T mới buông ông Hát và chạy về nhà, lấy ba lô, quần áo rồi bỏ trốn. Và bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Từ cái đêm định mệnh hôm đó, Tê đi như người vô định, chạy bộ qua cánh đồng mấy xã về hướng Hải Dương. Sáng hôm sau, Tê đón xe khách đi Hà Nội, rồi đi tiếp lên Điện Biên, vòng sang Lai Châu, rồi Lào Cai. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Vừa đi, Tê vừa nghĩ, tại sao trên đời này lại có những người cha, người mẹ như bà Học và ông Hát? Tại sao họ đã có gia đình, có vợ, có chồng cùng chung sống mà lại đi làm những việc tán tận lương tâm, đáng xấu hổ như vậy? Nhưng rồi, dù sao, Tê cũng đã gây lên tội và biết không thể chạy trốn được. Nên khi nghe tin công an đang truy bắt, Tê đã tìm đến cơ quan công an để đầu thú. Ngày 21 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tê về tội giết người. Về phía bà Bùi Thị Học là mẹ của bị cáo, khi thấy Tê chạy ra ngoài cổng, bà quay vào phòng thấy ông Hát nằm bất động trên vũng máu. Bà gọi thử mấy tiếng không thấy động tĩnh gì, nên nhặt chùm chìa khóa vội vàng mở cổng để về. Trong lúc hoảng sợ không mở được cổng, bà đành trèo cổng phụ về nhà, bỏ mặc người tình nằm lại mà không trình báo cơ quan chức năng, đồng thời xóa hết những cuộc liên lạc trong ngày với ông Hát. Sau khi làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Học về hành vi không tố giác tội phạm. Một thời gian nữa vụ án mới được xét xử, nhưng chắc chắn rằng bà Học đang phải chịu sự dày vò của bản án lương tâm do chính bà đã tạo nghiệp. Từ cuộc tình ngang trái này, không chỉ đẩy đứa con trai của mình vào tù, và rồi đây, những thành viên trong gia đình bà sẽ sống ra sao khi phải chịu những lời dị nghị, gièm pha, đàm tiếu từ những người xung quanh? Đây có thể nói là bài học cay đắng từ những cuộc tình ngang trái gây ra. Người cha hoặc người mẹ chỉ vì thỏa mãn thú vui hoan lạc hay sự ích kỷ cá nhân đã gây ra hậu quả khôn lường cho gia đình cả hai bên, dẫn đến con cái thì vào tù, cửa nhà thì tan nát. Một lần nữa, dư luận lên án ngoại tình bất chấp đạo đức, bất chấp dư luận xã hội đã trở thành bi kịch cướp đi hạnh phúc của nhiều gia đình, hủy hoại tương lai của chính những đứa con mà họ dứt ruột sinh ra. Thật là đau lòng, có phải không?